Mỗi con người người ta có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, công bình bác ái. Đéo mẹ chúng mày, chúng mày là cái đéo gì mà chúng mày đòi quản lý đời sống, sự công bình bác ái, mưu cầu hạnh phúc. Sống làm người đàng hoàng của người dân. Đéo mẹ chúng mày, địt mẹ chúng mày. Chúng mày bố láo bố líu, xảo trá, bán đất, bán dân, bán biển, tham nhũng hối lộ. Đủ thứ chiêu, cướp nhà, cướp đất của dân, đủ thứ chuyện chúng mày đã và đang làm. Chừng nào chúng bay mới thức tỉnh để mà chúng bay ăn năn sám hối, lập công chuộc tội trước khi người dân sẽ nổi dậy và xử tử hình chúng bay? Ngày đó sắp xảy ra, vì cơ trời đang chuyển, bởi vì sẽ có động đất tsunami, nước biển dâng tới mây. Đây hình ảnh đây cho chúng bay coi, nói có sách mách có chứng, đã hiện ra trên mây. Khi sự việc này xảy ra, người dân bản xứ ở khắp mọi nơi sẽ nổi dậy và xử tội xử nặng nề những kẻ giàu có hung dữ ác độc, và nhất là đối với những kẻ độc tài cộng sản của chúng bay, sẽ bị người dân nổi dậy và xử tử hình chúng bay cả lũ. Địt mẹ chúng mày, lúc đó đéo có thằng nào con nào chạy chạy khỏi hết. Chưa hết, đó là chỉ nói về đời này thôi, sắp xảy ra. Còn đời sau thì địt mẹ chúng mày, linh hồn của chúng mày, tức là sau khi chúng mày chết á, linh hồn của chúng mày sẽ bị nhốt chung với nhau những kẻ hung dữ ác độc, độc tài cộng sản, cũng như những kẻ tham nhũng quyền thế, ích kỷ kiêu ngạo, giàu có, hống hách xe xua bề ngoài, sọc dưa xỏ lá, quờ quạng, chụp giật bốc phốt, bon chen, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng, ảo quyền thế gian xảo, tất cả chúng bay sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm, và linh hồn của chúng bay sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, rồi mặt mày biến thành mặt quỷ sa tăng. Ta đã trình bày rồi cho chúng mày biết rồi. Địt mẹ chúng mày khổ lắm các con ơi, khổ lắm các con ạ. Đời này và đời sau nhé, cơ trời đang chuyển và sẽ có động đất tsunami, bởi vì ông trời ông sẽ nắn qua địa cầu lại. Ông trời ông sẽ nắn qua địa cầu lại. Ông trời ông đã từng làm nhiều lần rồi và ông sẽ làm nữa. Bởi vì đây là cách, một trong những cách tốt nhất để mà chỉnh đốn quả địa cầu, để mà gội rửa, gột rửa quả địa cầu, mà cũng như để trừng trị những kẻ ác như chúng bay, bọn cộng sản, bọn đầu cơ tích trữ, bọn start mắc kịch, bọn mượn đầu heo nấu cháo, bọn quyền thế, bọn giàu có, ích kỷ kiêu ngạo. Ông trời ông sẽ nắng qua địa cầu lại. Thì địt mẹ đó, những cái kẻ giàu có thì chết mẹ, đa số là chết hết. Nếu không chết thì sống cũng không nổi, là bởi vì chúng bay sống xe xua, giàu có quen rồi. Khi mà cơ trời chuyển, động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, có đói khát khắp nơi này kia rồi các cái, thì lúc đó người dân bản xứ ở khắp mọi nơi người ta nổi dậy, người ta đòi quyền bình đẳng, lúc đó là người dân sẽ xử tử hình chúng bay, xử tội chúng bay tùy theo nặng nhẹ. Đó là chưa kể chúng bay không quen, chưa quen với những lối sống bình dân đạm bạc thì chúng bay đã khổ rồi, bởi vì khi nạn đói khắp nơi diễn ra đó, thì lúc đó, đó đâu có ai mà làm kêu bằng nô lệ cho chúng bay, đâu có ai mà vâng vâng lời chúng bay, đâu có ai mà khung đầu cúi đầu nịnh bợ chúng bay nữa, là bởi vì lúc đó, đó ai cũng đói khổ mà. Còn những kẻ giàu có quyền thế như chúng bay là sẽ bị người dân bản xứ ở khắp mọi nơi người ta nổi dậy, người ta sẽ đập chúng bay, người ta sẽ xử tử hình chúng bay. Sự việc đó sẽ xảy ra. Coi kỹ bản đồ nè. Đây là bản đồ miền Đông Bắc Á Châu. Trong đây có Tàu Cộng, có Bắc Hàn, có Nhật Bản, có một phần đất của Nga Xô,
phía dưới là có Malaysia, có Philippines này kia, rồi các cái động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Nhìn kỹ trong đây có mặt quỷ Satan trong đây nè, và có đầu rồng trong đây nữa. Mà có đầu rồng tức là sẽ có nước, nước dâng tới mây, có mặt quỷ Satan đây nè. Mà bản đồ mà của Tàu Cộng và của Bắc Hàn là nguyên một cái đầu quỷ Satan mở mắt lè lưỡi đó. Hình này đậm hơn để cho chúng bay coi rõ nét hơn. Bên đây là hình màu gốc. Ta sẽ chỉ cách chúng bây giờ chúng bay chỉ có một cái cách duy nhất là nghe lời ta dạy bảo. Bởi vì đây là điển của trời bảo ta nhắc nhở cho chúng bay. Nói riêng và nói chung là nhắc nhở cho nhân loại ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu. Cùng lúc phụ ta thông báo những sấm lệnh này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đây là cách tốt nhất và là cách duy nhất để cho nhân loại lập công chuộc tội. Ngoài ra đéo có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này hết á. Nghe không? Đồng bào nhân loại nghe tôi nói rõ nha. Hiện tại bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại, đéo có việc nào quan trọng hơn việc này. Tức là thông báo những sấm lệnh hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Hồi nữa tôi sẽ nói hai sấm lệnh mới nhất là cái gì. Bây giờ đồng bào cần xem xét hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra, có phép lạ đi chung, đúng không? Và hình ảnh này mỗi người trên quả địa cầu cần được biết, và mỗi gia đình trong nhà cần được có hình ảnh này để nhắc nhở cho con cháu mình, cho gia đình mình. Bởi vì cơ trời đang chuyển và Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Đây là cái sấm, một trong hai sấm lệnh quan trọng nhất nè. Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Và Ngài sẽ đặt thành Jerusalem từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại chúng ta, để đem chúng ta về sống cùng thế giới thiên loại. Hình phía bên đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Còn đây chúng tôi làm màu đậm hơn để ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đó là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, mà mỗi người trên quả địa cầu cần được biết và cần được có hình ảnh này để nhắc nhở mỗi chúng ta hãy mau mắn ăn năn sám hối khi mà chúng ta còn có cơ hội. Đồng bào nhìn chú kỹ. Đây là hình mẫu gốc chụp như thế nào nè, chúng tôi in ra như thế. Đây là vòng cầu ngũ sắc. Chính giữa đây là mặt trời, còn đây là vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời. Mà cái hình ảnh lớn như thế này đó, thì bề ngang hàng trăm mai, bề dài hàng trăm mai, bởi vì khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra bên đây. Trên này là mũ gai, còn đây là mắt, mũi, miệng, râu để khuôn mặt Chúa Giê-xu hiện ra trên mây. Một hình ảnh kế bên vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời lớn như thế này, thì đây là một hình ảnh vĩ đại, bề dài tôi nói hàng trăm mai, có thể hơn nữa, bề ngang hàng trăm mai, đã hiện ra trên mây. Và người Việt Nam chúng ta đã chụp được những hình ảnh này. Người đó không ai khác hơn chính tôi đây, y sư thánh giống tái thế Minh Vương Việt Nam. Tôi giới thiệu luôn, tôi là Minh Vương Việt Nam. Bây giờ thằng nào, thằng đéo nào, con đách nào tự xưng là cái người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam đâu. Cứu Việt Nam thì lên tiếng đi, để mình so sánh coi các người có cái đéo, có cái đắt gì. Tôi cũng đéo có gì hết, nothing. Tôi là người lãnh đạo cứu Việt Nam nè. Và đồng thời tôi là người đang mang hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Cho đéo có thằng nào con nào trên quả địa cầu này đang mang những cái gì mà quan trọng, những sấm lệnh, những gì quan trọng, quý giá nhất của Thượng Đế ban cho từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại.
Mà những cái gì quan trọng và quý giá nhất mà Thượng Đế ban cho cái người mà đang mang đó, trên người đó, là chính tôi đây nè, y sư thánh giống tái thế nè. Cho đéo có thằng đéo, thằng cặt, thằng lồn, con lồn nào mang những cái sấm lệnh, những gì quan trọng mà có để mà san sẻ cho người khác. Ngay cả chính tôi cũng đéo có gì hết để san sẻ cho ai hết. Mà hai sấm lệnh này là của Thượng Đế ban cho. Và phép lạ này là phép lạ Thượng Đế làm để nhắc nhở nhân loại. Và Thượng Đế ra lệnh nhân loại mau mắn nghe lời Thượng Đế toàn năng dạy bảo. Phụ giúp tôi thông báo, phân phát những sấm lệnh và những hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Chứ ngoài ra đéo có chuyện gì quan trọng hơn trên quả địa cầu này. Mà ngược lại, hầu hết ngược lại đó, nhân loại đàn ông đàn bà bây giờ trên quả địa cầu đang đào xới trong những cái đống rác tội ác của chính mình gây ra, lo làm thêm tiền để làm cái đéo gì không biết, bao nhiêu cũng không đủ, rốt cuộc gây ra những cái đống rác thật là kêu bằng tai hại trên quả địa cầu. Đó là tội ác, tội lỗi của chúng ta nhân loại, lo đong đầy những túi tham phòng đấy, ngu chết mẹ, đéo biết gì hết, tối ngày cứ nghĩ theo cái sự hiểu biết của thế giới nhân loại, trong cái đó là không ước ao học hỏi những gì mới của thế giới thiên loại. Đó là lý do tại sao nhân loại chúng ta từ thời gian đến thời gian bao nhiêu lần bị dồn vào cái chỗ u mê cuối đường hầm, đéo có lối thoát, rồi mõm đầu óc tâm trí than trời trách đất kêu trời nhiều lần lắm. Nghe rõ chưa? Thế thì bây giờ người Việt Nam chúng ta có người lãnh đạo không? Có rồi phải không? Tôi là người lãnh đạo đúng không? Thế thì địch mẹ đó, các người có nghe không? Có nghe người lãnh đạo của mình không? Hay là mạnh ai nấy làm? Tôi lãnh đạo tôi có gì? Tôi đéo có gì hết. Tôi có hồng ân của Thượng Đế ban cho. Ngoại trừ hồng ân của Thượng Đế ban cho thôi. Ngoài ra tôi cá nhân tôi đéo có gì hết. Tội lỗi cũng giống như tất cả mọi người ngoại địa cầu, là con người là có tội. Đừng có hóng hách cho mình là hơn người khác. Địch mẹ đó, thằng cặt con lồn nào cũng có tội hết trên quả địa cầu này, tội nặng tội nhẹ đủ thứ tội hết. Nếu mà moi ra thì Thượng Đế moi ra thì địch mẹ nó đứa nào nó nấy cũng tội nhiều lắm, tội ngập đầu. Nhân loại là thế đấy, tội từ trong bụng mẹ mà, đó là chưa kể tội tổ tông đó. Nhất là mà kêu bằng tội tổ tông là tội gì? Cái chuyện đó mình nói sao đây? Rồi bây giờ làm sao? Chuyện Việt Nam chúng ta giải quyết làm sao? Bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Cộng sản là như thế, nó là đồ đệ của quỷ Sa Tăng. Đó là cộng sản, đó là tư bản đỏ. Còn tư bản xanh là thế giới tự do quá trớn, tự do đầu cơ, tích trữ, stock market, buôn bán, độc quyền này kia, đợi cái đủ cái chuyện đó. Đó là tự do quá trớn. Khi giàu lại muốn giàu hơn, vân vân và vân vân. Tự do mà. Rốt cuộc là cũng giống như mấy thằng cộng sản thôi. Đéo có gì khác hơn, chỉ khác cái nhãn hiệu thôi. Cái thằng cộng sản nó có chủ tịch, rồi mấy cái hãng mà ở ngoài thế giới cộng sản đó, thì cũng có chủ tịch vậy, cũng có chairman, có chủ tịch. Thì cái thằng cộng sản nó cũng có chairman, nó cũng có chủ tịch đó thôi. Nói cho cùng thì hai cái đám này địch mẹ chúng nó, cá mè một lứa, chỉ khác cái nhãn hiệu thôi. Đứa nào mà sống nghịch theo sự dạy dỗ của cha trời Giê-xu thì địch mẹ những đứa đó là những đứa đang bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ. Chứ đéo có gì quan trọng hơn, không có gì quan trọng hết. Tất cả những đứa nào sống nghịch theo sự dạy dỗ của cha trời Giê-xu thì những đứa đó, những người đó là đệ tử của quỷ Sa-tăng, gây tội ác tày trời. Ngoài ra đéo làm được cái giống đất gì hữu ích, tồn tại cùng càng khôn. Bây giờ chúng ta giải quyết làm sao?
Bây giờ làm cách nào để giải tán thế giới cộng sản, đúng không? Đúng không? Bao nhiêu kế sách này kia là cái mình đã dùng vào cái phương thức của nhân loại đéo có giải quyết được. Tại vì sức người làm sao mà đánh với quỷ Satan? Bởi vì quỷ Satan nó sẽ bóp nghẹt, giết. Quỷ Satan nó chỉ có sợ cha trời Giêsu thôi, ngoài ra nó đéo có sợ ai đó. Nó được quyền phá phách bất cứ ai, hủy diệt bất cứ ai, ngoại trừ nó không dám đụng tới Thiên Chúa Giêsu, cũng như nó không cướp đoạt những người nào mà được Chúa Giêsu cứu, cũng như những người nào mà thật sự ăn năn sám hối, cậy trông vào hồng ân cứu rỗi của Chúa Giêsu. Ngoài ra, chúng nó có thể tiêu diệt và bắt bớ bất cứ kẻ nào trong cõi càn khôn. Đó là quyền của nó. Nó có quyền như thế đó. Nó chỉ có sợ ông trời thôi, ngoài ra nó đéo sợ ai hết đó. Thế thì con người chúng ta có phải là ông trời không? Nếu chúng ta không phải là ông trời, không phải là con cái của ông trời, tức là con cái ông trời là như thế nào? Là những người ăn năn sám hối, ước ao sống theo những điều chỉ dạy của ông trời. Chúa Trời Giêsu đã dạy dỗ rất rõ ràng và tường tận nhất là sống làm như thế nào để được bảo vệ bởi quyền năng và hồng ân của ông trời khỏi bọn quỷ Satan. Quyết định đi, quyền tự do, không phải bắt bớ ai, bắt buộc ai hết. Một là theo cha trời Giêsu, còn hai là bị quỷ Satan nó bắt. Cái đéo có gì phải gút mắt hết á. Rồi bây giờ bao nhiêu năm nay rồi, đủ thứ cách kế sách băng đảng rồi phe nhóm rồi hội đoàn đoàn thể đảng phái này kia các cái chế độ này kia rồi tìm cách để dẹp bỏ chế độ cộng sản, đéo làm được cái giống đất gì hết, mà bị nó kêu bằng tiêu diệt, nó hành hạ, nó bắt bớ, nó trù dập 70-80 năm nay, thấm đòn chưa? Thôi bây giờ kể như thấm đòn rồi. Thì bây giờ hãy dùng quyền năng của thế giới thiên loại ban cho để dẹp bỏ thế giới cộng sản, và đồng thời kêu gọi nhân loại sám hối gấp, bởi vì người Việt Nam chúng ta đã được Thượng Đế toàn năng ưu ái chọn lựa để làm gương trước. Và đó là lý do tại sao Ngài cho người Việt Nam chụp được những hình ảnh vĩ đại của Thượng Đế ban cho để cảnh báo nhân loại, và đồng thời nhận lãnh được hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta cần phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Và đương nhiên kêu gọi thế giới nhập cuộc đồng hành cùng chúng ta, thông báo hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế ban cho và những hình ảnh phép lạ vĩ đại mà Ngài đã hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế của thế giới nhân loại sắp xảy ra. Sấm lệnh thứ nhất vào mùa hè năm 1984, vào mùa hè đó, tôi nhận được sau 7 ngày 7 đêm thiền định và ước ao được gặp Thượng Đế trong giấc ngủ thiền định. Và đương nhiên tôi cầu nguyện bằng nước mắt 7 ngày 7 đêm. Thượng Đế đã đến với tôi trong giấc ngủ và Ngài phán bảo rằng là Ngài là Thượng Đế toàn năng, Ngài là Chúa Giêsu. Ngài phán bảo Ngài biết có một số nhân loại chúng ta vẫn còn nghi ngờ quyền năng của Ngài, nhưng Ngài là Thượng Đế toàn năng hiện thực có thực, đã có đời đời kiếp kiếp, và Ngài chính là Cha Trời Giêsu. Ngài là Thượng Đế toàn năng, Ngài xả thân Ngài ra, Ngài đóng vai Cha Trời Giêsu đã đến quả địa cầu cách nay trên dưới 2.000 năm về trước để dạy dỗ cho nhân loại. Và Ngài
đã chịu chết để cứu rỗi nhân loại, và Ngài đã sống lại, và Ngài ra lệnh là chúng ta đừng luyến tiếc những gì trong quá khứ, mà chúng ta hãy sống cho hiện tại và tương lai, và chúng ta mau mắn học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu, bởi vì Ngài chính là Thượng Đế Toàn Năng như lời Ngài đã phán, và Ngài đã có sẵn phần thưởng cho chúng ta ở nước thiên đàng, tức là ở thế giới thiên loại. Và Ngài phán bảo là chúng ta cần phải thông báo cho nhau được biết về sấm lệnh này. Và Ngài phán bảo những ai tìm cách ám hại tôi, kẻ đó sẽ không làm gì được tôi cả. Mà ngược lại, những kẻ đó sẽ bị trời trừng trị đích đáng. Đó là sấm lệnh thứ nhất Ngài ban cho vào mùa hè năm 1984. Và đây là sấm lệnh thứ nhì vào ngày 1 tháng 9 năm 2010, sau khi phép lạ khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên mây mà tôi đã chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đó là hình ảnh mà khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đây là hình mẫu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Còn bữa nay là hình đậm hơn để ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Và vào ngày 29 tháng 8 năm 2010, tức là một năm sau khi khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra, thì hình ảnh khuôn mặt sư tử nhà Giuđa, sách Khải Huyền có nói về phần này, The Lion of Judah, sư tử nhà Giuđa, sư tử bảy đầu bảy mắt, đã hiện ra trên mây. Những ai học hỏi về Kinh Thánh thì chắc chắn sẽ biết về phần này. Đồng bào nhìn kỹ, đây là hình màu gốc. Tôi cho đồng bào coi hình ảnh, hai hình ảnh này trước khi tôi thông báo về sấm lệnh quan trọng thứ hai. Đây là hình màu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Sư tử cha bảo vệ hai sư tử con bay ngang qua mặt trời. Đây là hình màu gốc. Còn đây là hình chúng tôi chuyển màu đậm hơn, khác màu để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Và thêm một hình ảnh đặc biệt nữa, tôi cho coi luôn để khỏi mất thời giờ, nhắc đi nhắc lại, không còn thời giờ nhiều nữa đâu. Đây, bên này đây, có đây. Vừa rồi hình ảnh này á, là hiện ra vào khoảng 9:30 sáng ngày 29 tháng 8 năm 2010. Và hình ảnh này hiện ra vào khoảng 12:40 trưa cùng ngày 29 tháng 8 năm 2010. Sư tử bảy đầu bảy mắt. Ở đây chúng tôi làm chuyển hình màu lửa để coi chi tiết rõ ràng hơn, sẵn sàng tiêu diệt kẻ ác và cũng như sẵn sàng tiêu diệt bọn quỷ sa tăng, cũng như sẵn sàng tiêu diệt những kẻ cộng sản độc tài, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo, tham nhũng, cũng như sẵn sàng tiêu diệt những kẻ giàu có, hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo, hống hách, lo đong đầy những túi tham không đáy, mà không xót thương đến những người nghèo khổ bấy lâu nay. Sau khi nhận được hai hình ảnh đó vào ngày 29 tháng 8 năm 2010,
Thì tôi cầu nguyện lương lỹ 3 ngày 3 đêm liên tục, xin Thượng Đế Toàn Năng ban cho sấm lệnh đi chung với 2 hình ảnh phép lạ đó để trình bày và thông báo cho đồng bào nhân loại. Thì Thượng Đế Toàn Năng đã đến với tôi trong giấc ngủ, cũng như tôi đã yêu cầu như lúc trước. Ngài cho tôi thấy Ngài đặt thành Jerusalem từ thiên đàng xuống quả địa cầu, ầm ầm đùng đùng lớn lắm, thành thành bằng đá quý, bằng kim loại, vĩ đại vô cùng. Ngài đặt từ thiên đàng xuống quả địa cầu, ầm 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 ầm. Sau đó Ngài phán: con thông báo cho nhân loại biết là thời dũng biểu của ta là Thượng Đế Toàn Năng sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Ngài nói Ngài là Thiên Chúa Giêsu. Ngài nói là ta sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Kêu gọi đồng bào nhân loại, các con sám hối gấp, làm việc thông báo 2 sấm lệnh quan trọng mà ta đã ban cho, cũng như những phép lạ mà ta đã hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc ta sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Và việc làm này là việc làm quan trọng nhất. Ngoài ra, tất cả những việc làm khác trên quả địa cầu là nhân loại chúng con đang đào xới trong những đống rác vô cùng kinh hoàng khốc liệt mà chính nhân loại chúng con đã gây ra bấy lâu nay. Đó là sấm lệnh thứ hai và là quan trọng cũng như sấm lệnh thứ nhất. Chúng ta cần phải chấp hành, nhân loại cần phải chấp hành khẩn cấp. Kính thưa đồng bào thương mến, bây giờ chúng ta có hiện tại cái gì? Việt Cộng à? Việt Cộng, Việt Giang, Việt Kiều. 3 cái thằng Việt này địt mẹ chúng nó. Đa số chúng nó là phá tan nát đất nước. Đéo làm được cái giống đất gì hết. Xạo xạo không mà. Lo đông đầy những túi tham không đấy không? Ngu chết mẹ, đéo biết gì hết. Còn lại một người Việt nữa. Người Việt đau khổ âm thầm chịu đựng. Đặc biệt nhắn cho những người Việt đó. Hỡi những đồng bào nghèo khó, đau khổ chịu đựng bấy lâu nay, anh chị em hãy mau mắn thông báo 2 sấm lệnh quan trọng mà tôi vừa ban ra theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Quý vị hãy mau mắn thông báo cho tất cả những người nào mà quý vị có thể thông báo cho họ biết, cũng như khả năng của quý vị có thể thông báo cho họ biết về 2 sấm lệnh này. Và đồng thời copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung, rồi phân phát cho những người nào mà quý vị có thể phân phát cho được. Hãy làm với khả năng quý vị sẵn có. Hồng ân của cha trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ cứu quý vị và con cháu quý vị, và nhất là cứu rỗi linh hồn quý vị, và sẽ đem linh hồn quý vị về sống chung cùng thế giới thiên loại khi mà thế giới nhân loại chấm dứt và thế giới nhân loại sắp sửa chấm dứt. Đặc biệt quý vị không được phép nghĩ đến chuyện trả thù hay là sát hại, giết chóc bất cứ ai. Nhớ, đây là sấm lệnh. Rồi bây giờ, đây là cảnh báo cho 3 bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều.
Đây là tổ trời nói và ông bà tổ tiên mình mở miệng tôi nói. Và triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong mở miệng tôi nói nha. Thế thì địch mẹ chúng mày, ba cái đám Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, đa số chúng mày bấy lâu nay chúng mày làm được cái giống đất gì đối với linh hồn và đời sống chúng bay nói riêng và nói chung, là đối với việc làm cứu nguy Việt Nam. Hầu hết chúng bay đéo làm được cái giống đất gì hết. Ba bọn ngu dốt cá mè một lứa, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều. Nhìn kỹ hình anh hùng chiến sĩ nha, mắt mũi miệng nón này kia rồi các cái rồi, bị thương chết rồi đó, nhưng mà hiện ra nên may sống lại đó. Bây giờ nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha, đây là một đầu rồng đang phun lửa, có phải đầu rồng không? Đầu rồng đang phun lửa. Địt mẹ chúng mày, triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt chúng bay nếu mà chúng bay không thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Đó là chưa kể nha, cha trời thượng đế toàn năng sẽ thiêu đốt chúng bay nếu chúng bay không thật sự ăn năn sám hối. Lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt, và mặt ngoài của chúng bay sẽ biến thành mặt quỷ sa tăng như à bá xấu quắc à. Đó là chưa kể chúng bay sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm để ôn bài vở Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, bọn đầu cơ tích trữ cũng như bọn vô trách nhiệm. Đa số chúng bay là như thế. Ở đây ta không nói tất cả, mà là đa số chúng bay, bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, địt mẹ chúng mày, cá mè một lứa, đéo biết gì hết, hoặc là biết mà giả bộ làm ngơ. Bởi vì chúng bay là những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm, những kẻ đầu cơ tích trữ, những kẻ kêu bằng không có thật tâm, thật lòng. Đa số chúng bay là như thế. Đó là sấm điển của Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu 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 hương hồn chiến sĩ, anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu đã ra lệnh bảo tôi phán bảo như thế. Chương trình ngày hôm nay là như thế. Đồng bào thắc mắc muốn nhìn thấy hình ảnh ông bà tổ tiên chúng mình hiện ra như thế nào, cho đồng bào coi luôn để khỏi phải thắc mắc, khỏi phải trách móc này kia nọ, nói tại sao không cho tôi coi hình ảnh ông bà tổ tiên mình hiện ra như thế nào. Dùng cặp mắt tâm linh của mình đó nha, chứ đừng có nhìn những cặp mắt trần tục thịt, cặp mắt thịt địt mẹ nó hung dữ ác độc ngu dốt ích kỷ kiêu ngạo thì đéo thấy gì hết á. Sẵn sàng coi chưa? Sẵn sàng coi thì ta cho coi. Đây là ông tổ bà tổ mình nè, ông rồng bà phụng, nhìn bằng cặp mắt tâm linh đó chứ không phải là đéo thấy gì hết á. Ông rồng bà phụng, ông tổ bà tổ chúng ta bay từ hướng Việt Nam qua, hiện ra trên mây tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thấy rõ chưa? Còn phía bên đây là gì? Hình anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra đó, 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 mặt mũi đó. Còn đây là biết bao nhiêu đồng bào có mặt ngày hôm đó. Và tôi là người hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại nơi đó. Và tôi là người chụp được những hình ảnh đó. Cho đồng bào coi hình ảnh này.
bà coi hình ảnh này nói cái gì đây? Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ cứu khổ. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ phước lành. Ôm hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu. Ôm hình ảnh này và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong cùng ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu xuống đường cầu nguyện thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và bọn tài phiệt quốc tế sẽ kính nể dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Và chúng sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Đồng bào tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo, có Hòa Hảo, có Cao Đài, hãy ôm hình ảnh của những vị đạo trưởng của mình. Thí dụ như hình ảnh Phật Thích Ca, hình ảnh Đức Huỳnh Phú Sổ, hình ảnh Phạm Công Tắc. Và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong cùng hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung và ôm ảnh tượng thánh giá xuống đường cầu nguyện từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu, bởi vì thế giới cộng sản là đệ tử của quỷ Satan, chúng nó chỉ có sợ Thiên Chúa Giêsu và thánh giá của Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài ra chúng nó không sợ bất cứ ai, bất cứ cái gì. Cũng như bọn tài phiệt quốc tế, bọn đầu cơ tích trữ, bọn quyền thế trên thế giới, chúng nó chỉ có sợ quyền năng của Cha Trời Giêsu mà thôi. Ngoài ra chúng nó không sợ bất cứ ai. Nhớ những gì tôi thông báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng và đồng bào cần chấp hành khẩn cấp. Và tôi nhắc lại cho rõ, tất cả những kẻ nào đã và đang tìm cách ám hại tôi cũng như ngăn cản việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam do tôi lãnh đạo theo lệnh của Thượng Đế. Nhớ, tất cả những kẻ đã và đang tìm cách ám hại và ngăn cản việc tôi đang làm thì hãy chấm dứt và mau mắn lập công chuộc tội gấp khi mà chúng bay còn có cơ hội, bởi vì hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong và quyền năng của Cha Trời Giêsu sẵn sàng tiêu diệt chúng bay bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay, bởi vì thời giờ của chúng bay hết rồi. Và đây là lời nhắn nhủ và đồng thời sấm lệnh tôi cần gửi đến cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta. Kính thưa đồng bào, việc tôi đã làm bấy lâu nay và đương nhiên hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại, cũng như những hình ảnh phép lạ vĩ đại đã hiện ra trên mây, bấy nhiêu đó đã đủ chứng giám chứng minh tôi là ai. Thành ra những người nào đến bây giờ này chưa tin việc tôi làm nữa thì đó là quý vị đã bị quỷ Satan cướp mất sự hiểu biết của thế giới tâm linh, của thế giới thiên loại ban cho quý vị. Thay vì quý vị hiểu biết và nhận lãnh những sự hiểu biết vĩ đại, nhưng ngược lại quý vị
đã và đang chối bỏ, thì quý vị đã bị quỷ Satan nó bắt rồi, là bởi vì quý vị muốn như thế. Quý vị quá cứng lòng thì quý vị ráng chịu. Còn những người nào được Cha Trời Thượng Đế toàn năng mở huệ nhãn tâm linh để nhận diện được những gì tôi đã làm, đang làm và trình bày cho đồng bào bấy lâu nay, thì đó là những hồng ân vĩ đại mà quý vị đã được lãnh nhận bởi Thượng Đế ban cho, nhờ lòng thành khát khao mà quý vị được hiểu biết. Thành ra quý vị mới được Thượng Đế mở huệ nhãn tâm linh cho nhận diện để nhìn thấy những phép lạ mà tôi đã trình bày, cũng như hai sấm định quan trọng mới nhất mà tôi đã trình bày. Đó chỉ là hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho quý vị, thì quý vị mới hiểu được thôi, nhưng ngoài ra chả ai hiểu nổi đâu. Thì nay quý vị, những người đó, những người đã được Thượng Đế mở huệ nhãn tâm linh, thì quý vị biết quý vị cần làm gì. Quý vị cần đồng hành với tôi, phụ giúp tôi để chúng ta cùng nhau làm việc cứu Việt Nam chúng ta, và đồng thời phân phát hồng ân vĩ đại của Thượng Đế toàn năng đến tận tay tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết về hai sấm định quan trọng mới nhất mà Thượng Đế toàn năng ban cho nhân loại, cũng như hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung mà tất cả nhân loại cần được có để trong nhà, để nhắc nhở, để cầu nguyện cùng Cha Trời Giêsu. Bởi vì Cha Trời Giêsu là đứng sẽ đem chúng ta về sống cùng thế giới thiên loại khi mà thế giới nhân loại chấm dứt, và thế giới nhân loại sẽ chấm dứt đúng thời hạn, không chậm trễ. Ngày đó là ngày mà Cha Trời Giêsu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu, như lời Ngài đã phán. Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần, và lần sau cùng Ngài ban phát cho chúng ta rõ ràng nhất là vào ngày 1 tháng 9 năm 2010, khi mà Ngài đến với tôi trong giấc ngủ thiền định, và Ngài phán bảo rõ ràng như thế, và Ngài bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp, và kêu gọi đồng bào nhân loại hãy mau mắn cũng làm như tôi đang làm, là thông báo hai sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Giờ đây, riêng phần người Việt Nam chúng ta còn một điều nữa là mau mắn thu xếp với nhau để đón rước tôi về Việt Nam làm việc gấp. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta còn có một trọng trách vô cùng quan trọng và vĩ đại. Đó là chúng ta cần thông báo hồng ân vĩ đại của Thượng Đế toàn năng qua hai sấm lệnh mà Ngài mới ban cho, cũng như phân phát hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây mà tôi vừa trình bày, đến tận tay mỗi người trên quả địa cầu. Chúng ta cần nhập cuộc gấp, không được phép chậm trễ. Vừa rồi là phần tường trình và cảnh báo, cũng như thông báo, cũng như sấm lệnh của Thượng Đế toàn năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận ra lệnh tôi phán bảo như thế. Thành ra đồng bào, những ai chưa hiểu thì hãy tĩnh tâm học hỏi rồi sẽ hiểu, chứ đừng có cứng lòng mà than vang hay là chửi mắng tôi hay là khinh bỉ tôi này kia, là các cái vô ích. Bởi vì đối với tôi đéo có gì quan trọng hết.
thôi đâu mà chấp những người nào mà chưa hiểu rồi chửi bới này kia là cái tôi đéo khe chuyện mắc mớ gì tôi, tại vì đéo có ai làm phiền tôi được đâu, nghe không? Lệnh của trời phán bảo như thế thì tôi chỉ phân phát tôi cho biết như vậy. À, hiện tại tôi đang xin Thượng Đế cho tôi được tỉnh khẩu một thời gian càng lâu càng tốt, cho đến khi mà Thượng Đế mở miệng tôi làm việc, ban sấm lệnh của Thượng Đế ban cho nhân loại. Chứ phần tôi thì tôi quá mệt mỏi rồi, bởi vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của ba đám Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều mấy năm nay thật là khốn kiếp, khốn nạn cho dân tộc Việt Nam chúng ta mấy năm nay. Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt. Vâng, tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, và tôi đã trang trọng trao ngôi vua của tôi đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, những ai ước ao được làm việc phục vụ cho nhau, được quyền mang ngôi Minh Vương của tôi đến tận tay mà tôi đã trao cho đồng bào từ cuối năm 2009. Một lần nữa, y sư